Mọi người biết không, việc mà mình bị hậu Covid ấy rất là đáng lo ngại. Nhưng mà mình đã chia sẻ với mọi người là chỉ số DDMR, tức là chỉ số đông máu của mình là cao 6.900. Và với chỉ số như vậy là quá cao. Một người bình thường thì bác sĩ có giải thích là ở ngưỡng từ 300 đến 500. Nhưng mà ngưỡng của mình là vượt rất là nhiều. Và trong mỗi một tuần thì mình lại đi xét nghiệm máu để kiểm tra cái chỉ số đó. Thì tuần trước của mình là giảm xuống còn 6.400. Và đến tuần cận nhất gần thì là còn 3.700. Hôm nay thì mình quay trở lại đây để khám, và với một cái hy vọng rằng là chỉ số đông máu của mình sẽ giảm tiếp. Tại vì cũng chỉ còn 2-3 tuần nữa là mẹ Mai bắt đầu sinh em riêng rồi. Hy vọng là ngày hôm nay sẽ là một ngày may mắn và các cái chỉ số thực sự là an toàn. Và các mẹ thì cũng lưu ý sức khỏe của mình nhé. Bây giờ thì mình sẽ cùng vào khám thôi ạ. Các mẹ thân mến, đối với những mẹ bầu bình thường thì việc lấy máu sẽ theo chỉ định của bác sĩ và ít hơn. Nhưng mà đối với mẹ Mai thì phải lấy nhiều hơn. Cứ một tuần mình lại phải lấy máu một lần, và mỗi một lần thì lấy ống máu cũng khá là cẩn thận. Tại vì mình phải kiểm tra cái chỉ số đông máu như là mình đã chia sẻ với các mẹ về việc hậu Covid rất là nguy hiểm. Và cứ mỗi một tuần thì mình lại tràn trề cái hy vọng là cái chỉ số DDMR nó sẽ giảm xuống. Và đây cũng là một cái bước rất là quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cho mẹ bầu. Tuần nào mẹ Mai cũng quen thuộc với việc mà đi kiểm tra chỉ số DDMR để xem là cái lượng đông máu của mình đã giảm chưa. Tuần này thì của mẹ Mai đang là 4.897, so với tuần trước thì đang cao hơn. Thành ra là mình thì cũng hơi lo lắng một chút, nên bây giờ thì sẽ nhờ bác sĩ Sim sẽ tư vấn cho mẹ Mai về tuần trước là 3.700. Thì hôm trước mình làm xét nghiệm là 6.000 này, 6.000 tiêm 2 ống này đúng không? Vâng. Xong thì ngày 9 tháng 6 đã giảm 3.700. 2 đến 2.7 và 1 đến 2.9. Và cũng rất là may mắn là Thanh Mai đã có cái điều trị. Khi Thanh Mai sử dụng thuốc thường đơn thì nó lại tiếp tục giảm. Và ngày hôm nay trong cái ngưỡng này được coi là bình thường Thanh Mai ạ. Khi 3 tháng cuối với những người mà không có bị di chứng của Covid nặng thì vẫn có một cái chỉ số tăng đông máu cao hơn người thường một chút. Người thường người ta lên ngưỡng là 500. Nhưng khi thai phụ 3 tháng cuối thường có thể lên đến 3.000, 3.500. Đấy là một cái điều mà khá là sinh lý, mà em cũng có sự cân bằng để định giải trong cơ thể rất là tốt. Chính vì vậy thì các hệ cơ quan của em không được dối loạn. Cái chỉ số về DDMR thông thường thì ở ngưỡng 4.000, 5.000 cũng đã tăng cuối là bình thường. Mình cũng có thể giảm liều tiêm xuống một ống một bút của ngày rồi, và có thể là 1-2 tuần tới chúng ta sẽ vừa một chút tiêm được. Bởi vì là chúng ta duy trì như vậy thì nó không bùng lên ở ngưỡng 8.000, 10.000. Và chính chúng ta duy trì thuốc đó thì em bé tăng cân rất là đều, rất là tốt đến này. Các mẹ ơi, thở phào nhẹ nhõm khi mà hôm nay mình đã có chỉ số khám an toàn. Thứ nhất là đông máu thì vẫn tăng lên một chút, nhưng mà nằm ở trong ngưỡng mà bác sĩ tư vấn rằng là khi mà tuổi thai mà vẫn phát triển, em bé được 2 cân 9 rồi này, cộng với là mẹ Mai được 36 tuần thì hai mẹ con đều có thể an toàn để gặp nhau rồi. Và bất kỳ lúc nào mà em bé sinh thì cũng cảm thấy rằng là không còn ở trong ngưỡng nguy hiểm nữa, nên là đấy là tin rất là vui để chia sẻ với các mẹ. Và có một điều nữa là Thanh Mai phải cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã tư vấn cho mình rất là kịp thời. Nếu không có những tuần thăm khám hậu Covid cách đây 2 tháng, chắc chắn là bây giờ mình không biết là tình hình sức khỏe đi về đâu. Nên là do vậy chúng ta đừng bỏ qua cái bước này. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Rất là sướng.